thân mến, vì sao gọi là tọa pháp yoga? Bởi vì tọa pháp yoga không chỉ là những cái động tác thông thường mà đó là cách thức để đưa cơ thể và tâm trí vào cùng một động tác với tất cả những cái sự chú tâm của bạn, thì bạn sẽ tạo được cái sự liên kết, sự kết nối giữa cái bên ngoài và cái bản thể bên trong của bạn. Và với tất cả sự nhiệt tâm khi bạn luyện tập thì bạn sẽ dễ dàng có được sức mạnh, làm chủ được sức khỏe của bạn và làm chủ được cuộc sống. Đây chính là phương pháp luyện tập dưỡng sinh cổ xưa nhất, khoa học nhất và kinh điển nhất. Đó chính là nguồn gốc của yoga. Đó là dòng yoga chuẩn mực nhất mà Nguyễn Hiếu muốn chuyển giao tới bạn. Với khóa học này sẽ mang lại cho bạn một sức khỏe thật dồi dào, một tinh thần luôn luôn là an lạc, bình an, và bạn luôn luôn cảm thấy tự tin, thành công, hạnh phúc trong cuộc sống. Đó là điều mong muốn mà Nguyễn Hiếu muốn gửi gắm tới bạn. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong khóa học 108 tọa pháp yoga bí mật trẻ mãi.